Chào các bạn nha mọi người á. Hôm nay có khách Sóc Trăng lên coi bộ máy chính lồng bên trước mình quay nè anh em. Đây. Cái kèn kêu không nổi anh em ơi. Rồi máy đang về ra các bạn. Cái kèn này bị mát nè anh em. Đây trung tâm này bữa trước mình cũng quay bán cho ảnh đây bạn, hôm nay có khách lại coi anh em ơi. Bông cuốn rồi thì để khách ăn thử máy. Cả tầng coi các bạn ơi. Chân này có sơn loại dặm rồi luôn hay gì các bạn. Gói của ảnh kim cái thường mấy cái bánh sườn là lúc nào nào cũng có gói này nha anh em, chim đồ chim cái bên này. Đây khách đang coi 4 người. Con này mình khoái đấy, đó là cái dạ hàm con này chưa gắt luôn các bạn. Đây khách đang coi này mày. Đây các bạn thì sáng coi máy cắt xong rồi giờ lại coi máy kéo nè anh em. Nó cái kéo này thì có 51 à, có 51 4,5. Đầu thì đầu 93 nha anh em. Bộ này giá 395 thì nói chung là mình đi cho dắt người ta đi coi nói trong bộ này cũng hơi cứng nha anh em. Đó. Ba ông khách, bốn ông khách nè, ở Sóc Trăng lên các bạn. Này là dùng này, cái chẹt này đi Sóc Trăng gì, Sóc Trăng đi gì, nó cũng hơi ấy anh em. Tại cái dùng trên này ta không đi, cái dùng sát đáy các bạn. Cái dùng Sóc Trăng để đi sát đáy, còn cái dùng trên An Giang thì rồi đi chẹt kiểu gì nè anh em. Và lên máy thì nước ra, xuống máy nước vô. Mà nói chung là mấy cái dùng ở trên An Giang ta đi thường thường cầu ta cao lắm, người ta không có đi sát đáy như cái dùng Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang rồi một số anh em á. Đó. Cái dùng ở dưới mà đi sát đáy còn đi chưa có khi mà còn máy nữa đó các bạn. Bắt cái vỡ mui, vỡ cầu rồi chứ dùng trên này là chẹt này đi bao đâm luôn.
có khi ta đi chẹt bằng mặt ở trên nhưng mà ta vẫn đi bình thường được luôn các bạn. Đây bốn ông khách nè, đó đang thử máy ngoài sau các bạn ơi. Chẹt này, cái chẹt này không phải Năm Phòng hay Mỹ Đỉnh gì hết, chẹt này hồi lúc trước là đóng kiểu đóng nhà anh em đó. Chẹt này nói chung nó không có đẹp, kiểu nó không có đẹp các bạn ơi. Đâu mình quay mình nói con chẳng có khách đi mình nói cho anh em, quan trọng là lúc anh em có đi coi á thì anh em mình trong video mình anh em coi hết video mình cho kỹ nha, mình nói sao anh em ấy rồi nhắm trước là quan trọng là thấy nè. Còn đây là ở dưới nè, cho anh em coi cho anh em kỹ luôn. Dưới này là cái chỗ máy ở trong môi. Đây có chở cái máy chạc luôn nha anh em. Thì anh em nào mà như ông khách này không xong thì anh em có coi được anh em. Để coi vô biết kỹ nha, tại giá cũng hơi đỉnh nha anh em.